Xuân Quỳnh và Jennifer rất vui khi quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền hình TV để tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình Vẻ đẹp Vĩnh Hằng. Chương trình được bảo trợ bởi công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumont. Và với chủ đề ngày hôm nay đó chính là tác dụng của nhau thay cừu đối với làn da của người phụ nữ. À, thưa quý vị, Jennifer cũng biết người phụ nữ Việt Nam của mình rất là kỹ làn da, cũng kỹ săn sóc. Họ không có muốn nám, họ muốn là trắng sáng cái làn da để cho nó khỏe, nó tươi và nó trẻ trung. Nhưng mà có nhiều lúc mình đã xài qua những cái sản phẩm mà nó làm hại cái làn da của mình. So Jennifer muốn recommend cái solution này, đó là cái serum nhau thay cừu. Quý vị có thể đảo ngược lại những cái quá trình lão hóa trên làn da, đặc biệt là xóa đi những cái vết nám, đồi mồi trên làn da một cách nhẹ nhàng và an toàn. Cái đó là cái serum nhau thay cừu. Thưa quý vị, với sản phẩm nhau thay cừu serum thì sản phẩm này sẽ giúp cho làn da của quý vị được trắng hồng, mịn màng, thậm chí là loại bỏ được những cái vết nhăn, sẹo, lỗ chân lông to trên làn da của mình, và đặc biệt là những cái vết nám từ 10 năm, 20 năm đôi khi mình nghĩ mình không có thể trị được, thì sản phẩm nhau thay cừu cũng giúp làm mờ đi những cái vết nám khó trị này. Và đặc biệt là dành cho những ai mà mình bị nám nặng nè mà không trị được bằng những sản phẩm thông thường khác, thì không chỉ trắng sáng mà còn làm giảm đi cái dấu hiệu lão hóa của làn da bằng cách là phục hồi các tế bào gốc một cách là an toàn nhất và hiệu quả nhất. Khi mà mình trị nám đó, cái lớp nám đó là mình muốn dùng cái loại serum nào mà nó có những cái nó gọi là active ingredients, là những cái thành phần chính á, để giúp tan những cái vết melanin nó, và nó sẽ vỡ ra những cái vết nám, từ từ nó mờ đi. Quý vị không có nên dùng những sản phẩm mà nó tẩy hay nó lột da. Những cái thành phần mà theo khoa học rất là tốt để cho trị những cái vết nám á, đầu tiên là vitamin B3, cũng có giống như là nhau thay cừu là một cái sản phẩm ở bên Nhật Bản, và những cái Asian countries rất là thích để xài đến. Quý vị cũng có thể xài những loại khác giống như những cái serum nào khác, vitamin B3 là niacinamide, vitamin E thì giúp là giúp một trong những cái vitamin mà giúp cho cái làn da mình chống lại cái sự lão hóa trong làn da, và vitamin C thì giúp sáng dần cái làn da của mình. Mỗi khi mà Xuân Quỳnh mà hồi đó mà bị mụn đó Jennifer, mình hay uống là nhiều nước cam, nước chanh đó, thì mình cũng cảm thấy là da của mình sáng lên và những cái vết mụn nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Collagen cũng là một cái thành phần rất là tốt khi quý vị uống vào để nó hấp thụ vào làn da và sửa chữa những cái vết nám, làn da và những cái làn da lão hóa. Công ty Forever Beaumont cũng có những cái loại sản phẩm khác mà đặc biệt là thuốc viên để uống vào và bổ sung những cái collagen hay là trị những vết nám từ trong ra ngoài. Nhưng mà quý vị thấy là nhau thay cừu serum, công ty Forever Beaumont cũng có nhau thay cừu loại thuốc nữa. Cái đó gọi là cái beauty dose. Với cái dạng viên đó thì mình có thể uống vào bên trong thì nó sẽ giúp cho cái làn da của mình không chỉ đẹp từ bên ngoài mà còn bên trong nữa. Bởi vì như Xuân Quỳnh có chia sẻ đó là nói về nám đó, thì có hai nguyên nhân gây ra nám, đó là yếu tố từ bên ngoài nè, rồi yếu tố từ bên trong nữa. Do đó ở bên ngoài quý vị có thể sử dụng cái sản phẩm nhau thay cừu serum để mà mình thoa trực tiếp lên những cái vết nám của mình, rồi với nước uống collagen drink á, mình uống vào bên trong để cung cấp cái lượng collagen cho làn da của mình. Và nước uống collagen drink sẽ là cái quà tặng ngày hôm nay khi mà quý vị mua một hộp nhau thay cừu có giá là 200 đồng, gồm có 6 chai, 6 cái lọ nhỏ, mỗi lọ là 5ml, thì quý vị sẽ được tặng thêm 3 chai collagen drink để mình có thể sử dụng trong một tuần. Và Jennifer thấy có một cuộc gọi đây, Jennifer xin bắt. Hello, Jennifer xin mời. Hello. Cho chị hỏi. Chị ở xa lắm. Chị muốn mua cái miếng chống nắng á, em có gửi shipping cho chị không? Cái miếng che nắng, tại vì nó là công ty riêng của Beaumont đó. Nhưng mà hiện giờ nếu mà chị mua 4 cặp trở lên á, chị tụi em free shipping cho chị. Nhiều quá, chị chỉ mua một cặp thôi. Chị nghe nói là free shipping đó, thì chị order một cặp thôi. Chị muốn hỏi là cái kem gì mà nó cái trị nám á, chất nám á. Nhau thay cừu. Có với kem chống nắng gì đó cho chị xin sample đó để chị ấy thử, nếu mà chị xài thử 3 ngày nếu được thì chị order, chứ chị sợ order xài không được bỏ uổng. Dạ đúng rồi chị, em rất cảm ơn chị. So có gì sau show em điện cho chị. Và nếu mà chị là khách quen của tụi em thì tụi em sẽ free cái tiền shipping cho chị. So em rất là cảm ơn chị điện vào. Thì để có gì sau show em điện cho chị, em nên em lấy cái order của miếng che nắng á, và đồng thời trong đó em sẽ kèm theo những cái sample chống nắng và cái serum nhau thay cừu cho chị luôn. Ok, để hãy lát sau show gọi lại chị nhé. Ok, em cảm ơn chị rất nhiều. Thank you chị. Vâng, thưa quý vị, là với cái promotion đặc biệt cho ngày hôm nay đó chính là những cái sản phẩm về nhau thay cừu.
là một hộp là sẽ là 200 Mỹ Kim, gồm có là 6 chai, quý vị có thể sử dụng từ 6 cho đến 7 tuần, tùy theo cái mức độ mình dùng mỗi chai, mình thoa trực tiếp lên cái vết nám của mình. Cái serum nhau thai của Jennifer really recommend cho những người làn da bị nám. Cái này là mình chỉ xài trong vòng 1-2 hộp thôi là quý vị sẽ thấy là cái nám của mình có thể đỡ lên 90% và sau nó sẽ không có trở lại. Tại vì sao? Tại vì cái làn da của mình lúc đó nó khỏe mạnh và nó được sửa chữa rồi. Và sau khi mình xài và mình thấy là nó hết thẳng luôn đó, thì quý vị có thể tiếp tục dùng những loại kem khác để tiếp tục dưỡng cái làn da của mình. Especially nếu mà mình làm trong những cái môi trường mà nó rất là bụi bặm, ánh nắng nào nhiều vào đó, Jennifer recommend đúng là mình săn sóc bằng cách là mình dùng chống nắng, sữa rửa mặt tốt, kem dưỡng tốt. Và đôi khi là không phải nám là do môi trường mà những cái tác động từ bên trong cơ thể của mình nữa. Mình làm việc trong cái môi trường quá là căng thẳng hoặc cái việc thiếu ngủ cũng gây ra cái tình trạng nám da nhiều nữa. Đối với chị Xuân Quỳnh là cách nào mình có thể săn sóc cái làn da để cho nó không có bị nám từ bên trong? Theo như Xuân Quỳnh thấy đó, ví dụ như là cái việc ăn uống là để mà giúp ngăn chặn đi những cái tác hại mà gây nám từ bên trong, đó là mình nên ăn nhiều rau, cung cấp đầy đủ các vitamin. Và Xuân Quỳnh cũng nghe nói là cái việc mà mình hạn chế ăn thịt đỏ đó, nó cũng giảm đi phần nào cái yếu tố gây ra nám cho làn da của mình nữa. Jennifer thấy là mình nên tìm đến những cái sản phẩm giống như thực phẩm chức năng. Công ty Faberbeamer có rất là nhiều loại để quý vị xài. Đó là nước uống collagen beauty drink, Miracle Capsule cũng là một cái sản phẩm trắng da trị nám đầu môi rất là tốt của Beamer. Và mới đây cũng có là cái Beauty Dose nữa. Thì những sản phẩm này công ty Faberbeamer cũng có sample để quý vị xài thử trước. Và như Jennifer biết đó là sau cái độ tuổi 25 thì cơ thể của mình cứ mỗi năm thì nó mất đi từ 1 cho đến 2% cái lượng collagen trong da. Thì với nước uống collagen chuyên, nó giúp bù đắp lại cái lượng collagen mà cơ thể của mình mất đi mỗi năm. Đây là một cuốn show, đây là cũng một cái show trực tiếp. Nếu mà quý vị muốn đặt order hay là trò chuyện hay là có những cái câu hỏi gì về trị nám, săn sóc làn da hay là chăm sóc sức khỏe đó, quý vị có thể điện vào số công ty và số trực tiếp đó là 888-933-7624. Hồi nãy trong commercial cũng có vài cô điện vào và hỏi thêm cái chi tiết về cái serum nhau thai cô. Thì Jennifer cũng muốn nhắc lại đó là mỗi ống là 5ml và một ống vậy mình có thể xài từ 1 tuần đến 2 tuần tùy theo cái cách mình dùng. Quý vị có thể thoa lên những cái vết nám thôi thì quý vị có thể xài một ống vậy lâu hơn. Nhưng mà nếu mà mình thoa cả nguyên khuôn mặt thì nó cũng giúp sẽ khít lỗ chân lông và sửa chữa nguyên cả khuôn mặt của mình và da cổ luôn. Đúng vậy thưa Jennifer, và Xuân Quỳnh thích nhất đó là cái việc mà cái nước uống nhau thay cừu này nó làm cho cái làn da của mình trắng hồng nè, thon gọn, săn chắc da, và đặc biệt là xe khít lỗ chân lông nữa. Nó không chỉ trị nám thôi mà có làm cho cái làn da của người phụ nữ mình nó trắng mịn màng hơn nữa. Jennifer muốn share một cái câu chuyện của một người cô ruột của Jennifer, tên cũng là cô Nhi, cô ở OC với em đó. Thì cổ là làm hãng, nhưng mà khi cổ làm hãng đó, cái thuốc giống như là trong cái lab đó, là lúc nào cũng vô cái làn da của cổ, và cổ cũng không phải là một người nào mà thích mang kem nhiều. Thì chị nghĩ đi qua 5-6 tháng đó, cái làn da của cổ càng ngày càng bị sậm, mà cổ là một cái người mà thích đi chạy bộ, những cái marathons, đi hiking này kia. Thì sau khi Jennifer gặp cổ lại đó, thì Jennifer mới share với cổ là những cái sản phẩm này, đầu tiên là cái serum nhau thai cừu, kế tiếp đó là cái Dark Spot Rectifier của Beamer, và đặc biệt hơn là cái chống nắng LTMD. Thì ba cái sản phẩm này cô Nhi đã xài là cũng hơn 9 tháng rồi, và những cái vết nám trên làn da của cô Nhi đó là đã giảm gần 70%. Hopefully lần sau Jennifer có thể mời cổ lên và cổ share cái làn da của cổ với quý vị. Đúng vậy thưa quý vị, và đặc biệt đó là cái kem cái nhau thay cừu serum này còn chuyên trị những cái vết nám mà lâu năm, thậm chí là từ 10 cho đến 20 năm, nó cũng giúp là làm tan đi những cái vết nám này nữa. Khi quý vị bị nám á, mà bị nhiều hơn hay là thấy không có kết quả đó, không phải là mình không phải là lỗi của mình, có nhiều lúc là mình không có dùng đúng sản phẩm. Jennifer thắc mắc một gọi Jennifer xin bắt. Hello. Hello. Dạ, hai chị. Cô muốn hỏi là Jennifer có phải là con của cô Ngọc Nhi không? Dạ, đúng rồi cô.
Tại vì lúc trước cô hay mua đồ của Ngọc Nhi đó, mà cô thấy mà cũng hình như có một lần giới thiệu cháu rồi mà lâu quá rồi khi không chụp cô thấy lại. Cô muốn hỏi, cô muốn có cái sample của cái chiếc nail cụ đó, cô đang coi TV nè. Dạ, thưa cô. Thì cô muốn mua, nhưng mà bây giờ cô muốn thử cái sample trước đó. Dạ. Mà bây giờ cô cũng chưa có gửi được, tại vì ngày thứ sáu này là cô đi xa một tuần mới về. Dạ, đi sau vacation đó, hả cô? Sau đó mới gửi. ở Atlanta. Dạ, dạ. Thì hôm sau thì có gì sau khi cô về, hoặc là trước mấy ngày trước khi cô về đó, cô gọi cho con và con sẽ gửi ra cái sample để cô xài trước, và đồng thời con sẽ gửi cho những cô những cái sản phẩm khác để cô xài luôn. À, khi giờ mà cô giống như cô cần là có rất là về mặt cô nó hơi bị nám. Dạ. Nó nám không có điểm giống như là mình thích bóng mà mình khóc á, chứ nó có một lần giống như cái gì nó kiểu vậy đó. Dạ. Thì là cô cũng cần kem chống nắng, cô mới khai giới thiệu. Nhưng mà cô muốn có cái sample trước khoảng 2-3 ngày phải không? Mình trả 2-3 ngày. Thì cô nhất định là mua cái nail cụ rồi. Tại vì ví dụ mà cô nám. Nhưng mà cô gọi để ghi tên cho cô đó. Dạ, thì không sao, lúc nào tụi con cũng muốn là cô thử xài thử trước. Thì có gì sau show cô nhắn giùm con cái địa chỉ đó, và tụi con sẽ gửi ra cái sample. Thì cô đi vacation về là cô sẽ có sample rồi nha. Ok. Bây giờ cô nói địa chỉ trước hả? Để sau show con điện lại cho cô. Để sau show con điện lại cho cô nha cô. Rồi con cảm ơn cô rất nhiều. Cô chờ con 7 giờ con điện lại cho cô. Dạ thưa cô. Dạ thưa quý vị có thể điện vào và xài thử những cái sample này, giống như Jennifer và chị Xuân Quỳnh nói hồi trước đó, là quý vị có thể xài những cái sample này trước, coi nó cứ thích hợp với làn da của mình, và đúng là nó có chất lượng giống như công ty Forever Be More nói. Thì nếu mà quý vị muốn xài thử sample, quý vị có thể lên Facebook hoặc là nhắn tin vào hoặc là điện vào cho công ty Forever Be More một lần nữa. Cái show để lên trực tiếp đó là 888-933-7624. Và thưa quý vị, một trong những cái sản phẩm khác á, mà hồi nãy vị khán giả có gọi và có nhắc đó là cái sản phẩm kem chống nắng Elta MD. Thì hiện tại thì tại công ty dược mỹ phẩm Forever Be More cũng có những cái sản phẩm chống nắng này. Và đặc biệt là bây giờ là mùa hè đang đến rồi, thì rất là quan trọng mình lúc nào mình cũng có apply kem chống nắng để mà giúp cho cái làn da của mình tránh xa những cái tia tác hại của tia UVA, nè, tia UVB, những cái thủ phạm mà gây ra cái tình trạng nám da, sạm da cũng như là đồi mồi cho cái làn da của mình. Dạ, và cái này không phải là chống nắng bình thường. Cái sản phẩm Elta MD là có trên thị trường hơn 25 năm rồi, và là một cái sản phẩm nó gọi là Dermatologist và Doctor Recommended. Sản phẩm này là nó hoàn toàn không có paraben. Và nó rất lý tưởng cho những người làn da mà bị nhạy cảm hoặc là bị da mụn, da dầu. Nếu mà quý vị đã xài qua những cái loại chống nắng mà quý vị chưa tìm đến cái sản phẩm nào quý vị thích á, Jennifer hứa quý vị là cái line Elta MD I xài qua cũng rất là thích. Đầu tiên là cái UV Replenish. UV Replenish là 60 đồng và cái này lý tưởng cho các loại da mà da bình thường hoặc là da khô, tại vì trong đây nó có chất hyaluronic acid, không có chất dầu, và nó giúp chống oxy hóa trong cái làn da của mình, và nó phục hồi độ ẩm cho làn da. Và cái này cũng lý tưởng cho những người mà họ thích exercise, năng động, đi ra ngoài chơi nhiều. Thì cái sản phẩm UV Replenish của Jennifer đang xài hiện giờ với makeup của Jennifer rất là thích. Kế tiếp nữa đó là cái UV Clear. UV Clear trị giá là 40 đồng và cái sản phẩm này lý tưởng cho những người làn da mà sensitive, nhạy cảm, da mụn, da dầu cũng có thể xài được nữa. Và đặc biệt trong đây cũng có chất vitamin B3 để giúp sáng và trị những vết nám trên làn da. So khi quý vị mua cái bộ Placenta Essence là cái serum nhau thai kỳ ngày hôm nay đó, quý vị có thể lựa một trong hai cái kem chống nắng thoa mặt này và được 10 đồng off nữa để quý vị có thể tiếp tục bảo vệ làn da trong mùa hè. Rất là hấp dẫn phải không Jennifer? Tức là khi mà mình mua cái sản phẩm mà nhau thay cừu serum ngày hôm nay đó, mình được tặng là 3 chai nước uống collagen drink và mình còn được bớt 10 đồng khi mà mình mua cái sản phẩm kem chống nắng của Elta MD nữa. Còn gì bằng với ông Jennifer. It's amazing. Rất là tiếc là thời gian dành cho chương trình không còn nữa. Xuân Quỳnh và Jennifer xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 7 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.